Anh Gia Huy vô kìa. Cái này cái gì đây cô Lan? Hả? Cô định biến tập đoàn của tôi thành cái chợ hả? Hay là cái nơi bán đồ ngoài lề đường? Tại sao không nhắc nhở nhóm cô làm việc mà vô đây tụm năm tụm bảy ở đây? Cô định vô đây tới tháng rồi lãnh lương đi về hả? Nè, anh nói ai ngồi không tới tháng lãnh lương? Không ngồi không mà làm mấy cái trò này gì đây? Đó, làm mấy cái việc này rồi tới tháng lãnh lương hả? Chúng tôi làm việc bằng trí óc chứ không phải lao động chân tay, mà lao động cho công việc cho người khác thấy. Anh cứ yên tâm về tiến độ của công việc nha. Ok, nói hay đó. Là cô quyết định nha. Tất cả mọi chuyện ở đây cô phải chịu trách nhiệm. Ok. Ok. Để tôi xem. Ôi chị Linh Lan ơi, em bị kém duyên nữa hả? Dẹp, 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 dẹp hết. Vô làm việc, nhanh lên. Thôi em đừng có buồn nữa. Dạ. Mọi người ơi, hôm nay á Duy rất là vui vì được gặp tất cả anh chị nhân viên cũ, và duyên đến là chúng ta sẽ gặp nhau ở trên chuyến xe này, để chúng ta sẽ đến một địa điểm mới, một vùng đất mới và những trò chơi mới, và rồi ở đó chúng ta sẽ tham khảo để về làm sao mình thiết kế ra một cái game thật tốt cho công ty của mình. Và đó là ý nghĩa của công việc. Nhưng đằng sau xa đó thì Duy cũng biết được là tổ chức cũng giống như là tất cả các ban giám đốc á đang cố gắng mượn cái chuyến đi này để cho cơ hội anh chị em ở tất cả các phòng ban á mình có cơ hội đoàn kết lại với nhau, gắn chặt tình yêu thương để mình sẽ có thời gian làm những công việc hiệu quả hơn. Thôi thì bây giờ như vậy nè, Duy nghĩ là tất cả là mình nên thức dậy đi, mình đừng có ngủ như thế nữa, và mình hãy chơi một trò chơi rất là vui nha mọi người nha. Không rảnh. Nếu mình mà cảm thấy mình không có chơi một trò chơi nào vui á thì thôi bây giờ mình tự giới thiệu với nhau đi. Anh có thể giới thiệu tên của mình cho những bạn nhân viên mới cũng như các bạn được biết để giao lưu được không? Không. Anh giới thiệu với ông mình nha. Mà. À vậy thôi luôn đi anh. Giỡn. Anh giỡn vui quá. Quang Linh. À dạ thưa anh Quang Linh. Anh có thể giới thiệu dài hơn tí xíu được không? Chứ Quang Linh cục ngắn à, đâu có ai giao lưu được đâu. Được. Anh giới thiệu dài hơn xíu nha. Phương Quang Linh. Dạ. Hết. Rồi già dữ chưa anh? Vậy thôi mình tiếp tục nha. Mình sẽ biết anh Linh rồi. Thì em cũng xin muốn biết về chị bực quá. Chị ơi. Chị chiến đi vui quá mọi người ơi. Trời ơi, quà hộp thiên nhiên mọi người. Gì vậy em? Gì vậy? Quà hộp ở đâu? Phong cảnh đẹp, dễ ngủ. Cái lộn công ty gì trời. Thiệt tình. Chị ơi. Chị, cô bé hay ngủ ngày ơi. Cái gì nữa? Em dám hỏi gì luôn. Phiền phức. Chị ơi. Em là người mới của công ty. Chị có thể cho em biết là tại sao chị có thể dán rất là nhiều miếng dán ở trên mặt của chị để làm gì không ạ? Sao vậy chị? À chị mệt. Vậy thôi chị cho em biết chị tên gì vậy? Dạ chị tên gì vậy? Chị làm một phần nào vậy? Chị tên Chị tên gì? Chị ơi,
Công ty làm em hoang mang quá. À anh ơi, anh giới thiệu về mình đi. Em là nhân viên mới á, để anh em mình biết nhau và giúp đỡ hơn nhau trong công việc. Nhân viên mới đúng không? Dạ. Được. Dạ. Này giờ ngồi nghe tụi ní á, nói chả muốn chết luôn á. Dạ. Nhân viên mới mà tụi bay làm chi nữa? Dạ. Đấy, anh giới thiệu cho. Dạ. Anh người Huế, nhà dạ. Canh Côn, Huế sông Hương, phía dạ. Sau núi Ngự. Dạ. Đã Huế chưa? Dạ rồi. Ờ, đứa có biết á là quán cơm hến ngay đường Hồ Xuân Hương Sài Gòn không? Rồi là liên quan gì tới câu chuyện mà anh dẫn em ra tới Huế luôn vậy? Ờ, đi xá để trở về đợi em. Dạ không vui anh. Nghỉ chơi, dạ. Chẳng bị chơi cái chi nữa. Cảm ơn anh ạ. À. Dạ. Công ty gì hoang mang quá. Anh ơi. Giới thiệu đi. Cái gì? À dạ. Không có gì. Tôi đang áp lực. À vậy hả? Rồi anh làm sao để giải quyết cái áp lực đó? Tôi phải đọc sách để tôi hết áp lực. Dạ. Đừng có phiền tôi nữa. Dạ. Dạ anh ơi. Anh đọc sách rồi. Dạ. Anh. Cái gì nữa? Anh đọc sách nãy giờ anh bớt áp lực chưa? Tôi vẫn áp lực. Đừng có nhìn tôi nữa. Ôi. Ta chuyên trò ta cũng thấy nó căng thẳng lắm ý. Dạ. Thôi áp lực quá, tôi áp lực. Em áp lực quá, em áp lực quá, em áp lực quá. Dạ. Cái gì vậy Duy? Căng thẳng rồi. Dạ không, công ty mình thú vị. Công ty thật là thú vị với những con người thật là ưu tú. Vì tính cách cũng giống như là sự đoàn kết và hòa hợp. Ôi là trời. Chạy xe gì vậy? Mày có ba, có mẹ, có ông nội, bà nội mày không? Mày chạy xe mày cắm mắt vô vậy hả? Mày ác nhân quá à. Cha mẹ mày sinh mày ra muốn mày tay lành tay lặn. Rồi bây giờ mày đi xe mày làm như vậy. Rồi làm sao hả? Con nhà quá trời gặp tao đi. Rồi ba mặt một lời. Con quỷ cái. Ủa lộn. Thằng quỷ cái. Ủa lộn. Thằng quỷ mày chạy xe gì kia vậy? Duy. Vậy. Trời ghê đường. Em có biết xe đó của ai không? Xe ai kể ta đang chạy ngoài đường sao biết ông nội? Bực bội à. Xe của tổng giám đốc với giám đốc chiến lược của công ty mình đó. Thì làm gì nhau? Có dám chửi không? Là người trả tiền cho mình đó hả? Ừ. Ông trả lương cho anh luôn đó. Ồ, chạy xe chuẩn quá trời. Ảnh mà không lách qua cái là có vấn đề liền luôn á. Không biết chuyện gì xảy ra luôn á. Dạ, chào tất cả bà con đã có mặt ở khu du lịch Làng Bè. Ngày hôm nay Thế Di xin được phép cùng đồng hành với bà con trong chương trình Cùng Đi Đu Đưa Thôi. Dạ, đây là một chương trình được kết hợp bởi hãng phim Xuân Phước, công ty truyền thông Quân cùng với lại Today TV, được phát sóng trên kênh Today TV và được phát sóng trên đa nền tảng ạ. Dạ, rồi bà con, để mặt ngày hôm nay em xin giới thiệu. Đây là anh Gia Huy. Dạ cho một tràng vỗ tay cho anh Gia Huy ạ. Dạ, ảnh là người đại diện đến từ tập đoàn Quân ạ. Xin mời anh Nguyễn Minh ạ. Dạ. Dạ, và điều đặc biệt hơn cho em chàng vỗ tay cho chị ngoài giữa mà em chưa kịp cập nhật tên ạ. Chị tên gì vậy chị? Ngọc Anh ạ. Dạ, em không nghe, cảm ơn chị. Và đến với vòng thi này, vòng 1 đầu tiên, mình sẽ làm quen với hai đội trưởng, hai gương mặt thân thiết trên các nền tảng của chúng ta. Ờ, à, và rồi đầu tiên, một tràng vỗ tay thật lớn cho chị Linh Lan. Dạ, đây đội trưởng Linh Lan. Và bên đây, xin mời đội trưởng bên đây. Xin mời nhớ Hải Tặc. Hải Tặc. Thôi cứ chữ. Dạ bây giờ mọi người bình tĩnh nha.
Thế Duy xin được phép công bố luật chơi. Chúng ta sẽ có hai đội, mỗi đội số 4 thành viên. Và thành viên của bên đội A và đội B, chúng ta sẽ gặp nhau trên chiếc cầu đu đưa này. Và nếu như đội nào dùng lực của mình, sự đoàn kết của mình, để làm sao dùng lực với dùng trí khôn của mình đu qua đu lại, đu cho đến khi nào cái đội đối diện té, thì đội của mình sẽ được thắng, hiểu không? Hiểu. Vậy thì bây giờ còn chần chơi gì nữa? Đúng rồi. Đủ rồi. Xin lỗi ba bạn. À đủ 4 rồi. Bên đây bên phía tay trái của Thái Duy là đội hải tặc, còn bên phải của bên đội Thái Duy là đội 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 đội, đội. Đội. Dạ, bên phía của đội hải tặc giơ tay lên nào. Của đội đội giơ tay lên nào. Chuẩn bị, 1 đứng lên, 2 đứng lên. Phải trước hả? Bắt đầu. Vòng 2 của game đi đu đưa thôi. Rất vui sẽ được gặp lại quý vị trong ngày hôm nay. Và trận thi trình tính của vòng 1 chưa phân được thắng bại. Vậy bây giờ vòng 2 của chúng ta sẽ tìm người thắng là ai với trò chơi vòng dây tử thần. Yeah. Và trò chơi này, nếu ai đi được qua bờ bên kia thì họ sẽ sống, còn ai không đi được bờ bên kia té giữa chừng, đồng nghĩa với việc vòng quay tử thần, ủa lộn, vòng dây tử thần đã vậy đó, hết rồi. Vậy đi cho nó lẹ, chứ em đứng đây hoang mang quá. Và bây giờ chúng ta đến với phần công bố thể lệ thi. Chúng ta sẽ có hai đội, mỗi đội sẽ có 4 thành viên, sẽ dùng mọi cách để làm sao từ bờ bên này đi đến bờ bên kia. Trong quá trình đi ngang qua sợi dây, đội nào về được đến bờ bên kia trong thời gian nhanh nhất thì đội đó sẽ thắng. Với điều kiện là phải xuất phát 4 thành viên, thì 4 thành viên phải được khô ráo về đến bờ bên kia. Dạ. Dạ, các bạn đã hiểu chưa ạ? Đã hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón chào đội đầu tiên, đó là đội hải tặc. Và để bước vào vòng 2 này, xin cảm ơn công ty Xuân Phước, công ty truyền thông Quân và truyền hình Today TV đã kết hợp với nhau để cho chúng ta có một cái game cuối tuần thật là bổ ích. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn cho đội đầu tiên. Và trong quá trình thi, đội còn lại hãy tạo áp lực. Cố lên. Có một đội đi qua rồi với thời gian là 2 phút. Vậy chúng ta hãy chờ đón đội thứ hai để xem họ sẽ đi qua vòng dây tử thần này là mấy phút đây. Một tràng vỗ tay thật lớn cho đội.
Kính thưa các bạn, vậy là một thành viên của đội đội đã về đích trước. Và bây giờ là chúng ta sẽ biết được đội nào thắng. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhờ bên biên tập đưa thời lượng của hai bên ha, xem các bạn hoàn thành trong bao nhiêu phút ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yeah. Vậy là vòng 2 của Đi Đu Đưa Thôi cũng đã kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cần biết đội chiến thắng của vòng này là ai. Kính thưa quý vị, đội đội và đội hải tặc cùng thời gian như nhau, nhưng người đã đến bờ đầu tiên và bảo toàn được số là 4 người về bên bờ bên kia. Đó, cho nên chúng ta xin được công bố đội chiến thắng thuộc về đội đội đội. Đây chỉ là chiến thắng của vòng 2, còn vòng 3, vòng 4 như thế nào? Xin mời quý bà con đừng rời xa khỏi màn hình và cùng theo chân Thái Duy và các bạn trong buổi thi ngày hôm nay đến vòng thứ 3. Xin công bố thể lệ của vòng thi thứ 3 như sau. Mỗi đội có 4 thành viên, được chia 2 thành viên ở đầu bên này và đầu bên kia của cây cầu. Và chúng ta sẽ di chuyển từ đầu bên này qua tới đầu cầu bên kia bằng cách chúng ta sẽ sử dụng một chiếc xe đạp và một cái mặt nạ để bảo vệ an toàn. Và trong quá trình đi của chúng ta, người ta thường nói cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Ngày hôm nay không có cha không có mẹ, chỉ có các bạn, nên các bạn phải đi một mình. Và các bạn phải đi làm sao từ đây mà chạy qua bên bờ bên kia. Và chúng tôi sẽ tính thời gian thành viên của đội nào được an toàn đi qua hết cây cầu từ điểm A qua điểm B thì người đó sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu, theo các bạn thì các bạn sẽ muốn đội 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 thi trước hay là đội hải tặc thi trước à? MC thi trước. Bảy rồi. Vậy là bảy rồi. Dạ kính thưa quý vị, và không để cả nhà chờ lâu, theo như khảo sát trên trường quay hiện giờ thì đội đội sẽ là đội thi đầu tiên. Một đội tay cho đội đội. Và bây giờ là thành viên cuối cùng của đội đội đội. Và chiến thắng có được thực hiện hay không? Và chúng ta đang đè áp lực nặng trên vai của... Rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cố lên! Chuẩn bị! Bắt đầu! Cố lên! 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 Không sao cả đâu quý vị. Và hiện giờ chúng ta không biết là đội nào sẽ thắng. Vậy thì tôi xin bật mí, phần thi của vòng này đội nào sẽ chiến thắng bằng cách nào? Theo Trần Thái Duy cùng hãng phim Xuân Phước, cùng công ty truyền thông World và Today TV nha. Kết quả của vòng 3 cuộc thi Đi Đu Đưa Thôi đã có kết quả. Và giờ Thái Duy xin đại diện cho công ty công bố kết quả. Vòng 3 giờ rồi, hai đội không có ai thắng cả thưa quý vị ạ. Và vòng thứ 3 cả hai đội không thắng, thì Thái Duy xin được phép công bố thể lệ cuộc thi của vòng 4 như sau. Từ vạch xuất phát, chúng ta sẽ chạy đến giữa vị trí trung tâm. Chúng ta sẽ dùng mọi giá để chúng ta có một cái dáng thật là đẹp, được dài thật dài bên kia. Bạn nào trượt lên cao thì bạn đó sẽ được chiến thắng. Rồi cứ mỗi đội có nhiều thành viên trượt được cao nhất thì đội đó sẽ chiến thắng ạ. Và bây giờ không biết đội đội hải tặc sẽ làm trước hay là đội 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 làm trước ạ? Hải tặc. Vâng, và sau đây xin mời đội hải tặc làm trước nha. Phần công bố thể lệ cuộc thi đã được hiện trên fanpage của chương trình. Còn bây giờ phần đối kháng để quyết định ai sẽ là ngôi quán quân của cuộc thi Đi Đu Đưa Thôi. Chuẩn bị, bắt đầu! Oh!
đây. Yeah. Rồi xin được cảm ơn sự nỗ lực của các bạn. Yeah. Rồi rồi mời các bạn vào đây. Trải qua 4 vòng thi với tỷ số là 2-0 thì chiến thắng đã thuộc về đội đói đói. Yeah. Yeah. Chương trình đi đu đưa thôi. Một lần nữa xin cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng công ty Xuân Phước, đài truyền hình Today TV cùng công ty truyền thông World đã cho anh chị em chúng tôi cùng tất cả khán giả ngoài kia có những phút giây thú vị những ngày cuối tuần. Và chúng tôi đã chơi và thoải mái thì tất nhiên tất cả các bạn khán giả cũng sẽ cùng chơi với chúng tôi được bằng cách là vào trang fanpage của chương trình, cũng giống như là liên hệ với chúng tôi qua số hotline của chương trình để mỗi tuần chúng ta sẽ đều gặp nhau đi đu đưa thôi. Còn bây giờ một lần nữa chương trình đã hết, thời lượng cũng đã hết. Xin chào, xin và chào. Hẹn gặp lại. Xiên dữ ta. À, hôm nay em làm việc rất tốt đó. À, cảm ơn anh. Mà phải chi tổng giám đốc của tập đoàn World cũng được như anh thì hay biết mấy ha. Cô muốn nói gì ạ? Có phải cô muốn như vậy để cô nhờ giả dựa dẫm đúng không? Nè, anh bớt khinh thường người khác được không? Nếu anh muốn ngồi yên vị trí đó thì làm ơn anh nhìn người khác bằng một cặp mắt bình thường được không? Luôn coi thường người khác đó là không tốt đâu. Nhất là nhân viên của anh nữa, có ngày cũng đấm có biết không? Ok. Đó, anh thấy chưa? Còn dám dạy đời mình cách quản lý nữa kìa. Huy à, anh thấy nếu như là em muốn hành hạ và trừng trị cô ta thì nên đưa cô ta vô quơ làm đi. Chứ anh thấy nếu không vô quơ, em chắc chắn sẽ không có cơ hội hành hạ trừng trị cô ta đâu. Anh thấy cô ta cũng làm được việc lắm á. Được việc cái gì mà được việc? Được việc hay là có tài năng cỡ nào mà kiêu ngạo cỡ đó em cũng không cần đâu. Mà sao tự nhiên anh đánh giá cao cô ta quá vậy? Hay là anh chấm rồi đúng không? Làm gì có chứ. Ok, em cũng mong là em đoán sai. Mời hai anh đi lối này. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Chào. Tôi đã vượt qua thử thách của anh rồi phải không, tổng giám đốc? Mọi việc á chỉ mới bắt đầu thôi mà. Nào,
Bây giờ cả nhà mình sẽ nâng ly lên. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ chúc mừng cho chị Linh Lan đã vượt qua được thử thách lần này và chính thức trở thành một nhân viên ưu tú của tập đoàn. Wow! Yeah! 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 Chúc mừng chúng ta đã trở thành đồng nghiệp của nhau. Vui không? Vui chứ. Rồi mắc gì khóc? Tự nhiên bố chúc đã làm chung một công ty luôn á. Vậy thì bây giờ em tin đi. Đừng chọc em. Ăn em. Em chưa có khóc kỳ chọc, bây giờ em mới khóc thật nè. Vô. Kỳ quá à. Vô. 1, 2, 3. Vô. Lần này mẫu quảng cáo Kem Win có những sự thay đổi sáng tạo. Mà đợt trước á là Ngọc Anh làm mẫu đại diện. Anh, ý tưởng mới á có gì đặc biệt hơn so với quảng cáo cũ không? Đã nói là ý tưởng mới mà em, chắc chắn sẽ sáng tạo và hay hơn. Nghe thích quá, em mong chờ đến ngày quay ghê á. Ngọc Anh. Dạ. Lần này anh sẽ thay thế Diễm Thúy vào chỗ của em. Tại sao ạ? Tại vì Diễm Thúy có gương mặt trong sáng, phù hợp với ý tưởng lần này hơn. Em có nghe lầm không? Anh chọn cô ta làm gương mặt đại diện mới, thay thế cho em hả? Cô ta là người mẫu mới, chưa có kinh nghiệm, trong khi em là gương mặt đại diện cho Kem Win bao nhiêu lâu nay mà. Đây là ý kiến của khách hàng, họ muốn thay đổi gương mặt mới để tăng hiệu ứng cho sản phẩm. Anh em cũng không đồng ý. Anh đã quyết định rồi. Ngọc Anh, em phải hiểu sự thay đổi luôn cần thiết. Cái gì cần thay đổi thì mình phải thay đổi. Dù là em hay là ai đi nữa, anh cũng không có ngoại lệ đâu. Nhưng mà em nhớ nè, em đừng có gây rối nữa. Nếu không, sẽ có rất là nhiều hợp đồng tiếp theo không phù hợp với em đó. Anh Huy, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Anh đúng là cái đồ có mới nói cũ mà. Ngọc Anh, Ngọc Anh, kệ cô ta đi. Huy à, anh nghĩ em nên giữ Ngọc Anh lại đi. Cô ta có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa những năm qua cô ta đã quảng cáo cho Kem Win rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây á, em không có quyết định được hết. Khách hàng họ muốn thay đổi. Ngọc Anh đã thực sự nhàm chán với khán giả rồi. Dạ, anh cho gọi em à. Chào em. Dạ. Chúc mừng em. Em sẽ làm mẫu đại diện cho Ken Win lần này. Dạ, em cảm ơn tổng giám đốc, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Ngồi đi. Dạ. Anh thấy sao? Tùy em. Nguyên. Dạ. Anh đã để hồ sơ bên phòng nội dung, bên đó sẽ liên hệ với em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh ta đúng là cái đồ khốn nạn, có mới nới cũ, nhanh thèm chóng chán. Anh Minh, anh tìm cách giúp em đi, tìm cách giúp em lấy lại show quảng cáo đó đi. Em không muốn show quảng cáo rơi vào tay con Thúy đó đâu. Em cũng thấy rồi đó, anh đâu có quyền quyết định gì đâu. Thôi, em say rồi, ngày mai hãy nói. Em chưa có say. Em muốn uống nữa. Anh ta đã vô tình như vậy thì đừng có trách em bất nghĩa. Ừ.
đi đâu mà bị nhốt vậy cha? Ê, tụi bay có biển, có biển, có Ủa? Biển. Ta biết. Đấy chưa? Đâu, có chuyện gì vậy? Không ơi, có giới. Gì vậy? Sao? Trời ơi. Sao? Ta biến. Em bị ta biến hả? Nhìn coi em ta biến không? Không. Vậy em bị ta biến? Không phải tại biển, có biển. Vậy là mình bị ta biến hả? Có biển mà. Là cái gì? Là có biển. Ở trong này đúng không? Đi. Trời ơi. Trời ơi, ghê chưa? Trời ơi, tụi bay. Sếp của mình hả? Ừ, tao không ngờ á, là sếp tàu của mình á, ông bảo về luôn rồi. Mai Phương về đâu rồi? Nó nghỉ rồi. Nè nè, em dịch đi. À, ý nó là ông sếp mình, báo quá. Sao nay ông gan vậy? Không, tao bảo, nọ mới bảo. À, là ông sếp mình bảo quá. Đúng. Bảo thiệt á. Thôi thôi, không biết nữ chính trong clip này là ai ta? Ghê, ghê quá. Ê, nhưng mà nghe lướt, nói á, bấm lướt, lướt một con bánh bèo. Chị không có ăn bánh bèo, bấm mau trắng sĩ. Đưa cái đoạn cho tới coi. Ủa. Oh my god. Ủa, cực phẩm. Mười điểm. dạ, chị. Đây. Chị nhìn đi. Chị ngó đi. Đó. Coi ghê chưa, kinh khủng chưa? Quá trời, ai mà ngờ. Chị giờ cũng ghê quá hả? Lướt một con bèo chị, ai lướt lướt. Đúng không? Thôi, lướt một con bèo. Đi trắng sĩ cho em. Không phải không? Nhìn kỹ nha. Ai mà nét ngờ lắm chứ? Luôn nha. Body đúng 6 múi luôn nha. Cơ bắp này là kiểu slim fit luôn nha. Good. Gu của tôi. Ngon. Sao không tập trung vào hình thức quá vậy? Không tập trung vào hình thức đi. Ủa rồi có soi ra cô này là ai không vậy? Chưa nhìn được cái con nhỏ trong clip bánh bèo này là ai. Nhưng mà ngon. Dáng nó ôi. Eo ớt đầy đủ ha. Ngon. Đoán thử coi là ai vậy? Giống riêng. Giống ghê không? Giống tướng tôi. Ngon bộ. Tiếng gọi clip nha. Duy. Dạ. Về chỗ làm việc. Dạ chị. Thôi. Về chỗ làm việc. Lát gửi nha. Về chỗ làm việc. Lát gửi cho. Đàn ông nhớ gửi là ghê thiệt chứ. Đàn đúng. Chú này ghê thiệt, có biến nữa cho coi. Chị. Gì? Em dám chắc chị 100% luôn. Cái chuyện này xảy ra là do con bánh bèo. Con bánh bèo nó ăn anh Huy quá ngon đi. Cho nên nó thèm, nó muốn ăn lần thứ hai. Thế là từ đó bung, nó bung cái clip này lên mạng. Đấy chị, để nó ràng buộc, nó có bằng chứng. Kéo anh gặp lại một lần nữa. Em nói thiệt luôn, chứ không hề là của anh Huy bung cái clip này lên đâu. Hay quá ha. Hay chứ bộ. Chuyện này có liên quan tới mình không? Không. Về chỗ. Dạ. Làm việc đi. À dạ. Em làm gì? Và bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về bàn đại biểu cùng chào đón với gương mặt mới của World. Cô ấy sẽ là người đảm nhiệm hàng loạt thương hiệu cho dự án sắp tới của World. Xin mời người mẫu Diễm Thúy. Em xin cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay mọi người đã đến đây ủng hộ em. Em không ngờ là mọi người đến đây ủng hộ em rất là nhiều như vậy. Em sẽ cố gắng hết sức. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Và bây giờ là phần đặt câu hỏi cho ban tổ chức World. Xin mời mọi người. Có tin nhắn của mọi người. Nói bà câu đi. Ông chưa chắc. Có nè. Đó. Quen vậy. Ê. Thôi thôi đi. Phải không vậy? Phải rồi chứ cái gì nữa mà không phải. Ừ. Giám đốc rồi. Ủa. Tôi không ngờ tôi có vậy. Kiểu gì mà để hả? Sao quay lại tung lên mạng nữa. Thấy rồi. Quay đồ cũng thấy rồi. Biết nữa. Trời ơi. Mình. Dạ. Giải quyết chút quá quỷ đi. Dạ. Đó. Trời tưởng đàng hoàng tử tế. Nhìn mặt sao biết được bà. Bởi vì mặt sao bắt. Xin tổng giám đốc Gia Huy và ngài chủ tịch cho ý kiến về clip nóng vừa rồi. Tập đoàn World định lấn sân sang mảng 18+. Và tổng giám đốc Gia Huy định chuyển sang nghề diễn viên hay người mẫu luôn hay sao ạ? Xin các vị trả lời đi ạ. Trả lời đi.
đây là cái giá mà anh phải trả cho việc dám loại tôi ra khỏi cuộc chơi. Cô nói đi, tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô hại tôi? Tại sao? Đi đêm thì có ngày gặp ma thôi. Tôi không ngu như mấy con người mẫu trước của anh bị anh chơi rồi đá đâu. Tôi đã cho cô bao nhiêu đó, chưa vừa lòng cô hả? Cô còn muốn cái gì nữa? Điều tôi muốn bây giờ là muốn anh nhận hậu quả sau tất cả những gì mà anh đã gây ra. Cô khốn nạn. Nè, nếu anh không muốn cuộc đời của mình thê thảm hơn thì tốt nhất anh đừng có động tay động chân. Xung quanh nhà này đều lắp camera hết đó. À, với cả tôi còn giữ nhiều clip nóng của anh lắm đó. Muốn coi không? Tôi nhắc cho cô biết, cô làm như vậy cũng chính là đang hủy hoại bản thân mình đó, biết chưa? Cô sẽ gặp quả báo. Anh lo cho mình đi.